Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14 và tôi là Vi Dung. Hôm nay thứ Sáu ngày 7 tháng 10 năm 2016, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bão số 6 được dự báo diễn biến phức tạp. Chiều nay, Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai đã họp bàn các giải pháp ứng phó. Cảnh báo chữa ung thư bằng thuốc nam và những hậu quả khi tự ý điều trị bệnh bằng phương pháp này. Thâm nhập đường dây buôn bán người xuyên quốc gia. Trong phần tin quốc tế, Tổng thống Colombia đoạt giải Nobel Hòa bình 2016 nhờ các nỗ lực kiến tạo hòa bình với nhóm nổi dậy FARC. Hãng hàng không Đức TuiFly đã phải hủy tất cả 108 chuyến bay do các thành viên phi hành đoàn nghỉ ốm. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, cơn bão số 6 đang hình thành trên Biển Đông. Hiện vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 116,51 độ Kinh Đông. Tốc độ gió cực đại lên tới 93 km/h. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5 km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 8 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc, 115,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp, tức là từ 90 đến 100 km/h, giật cấp 11, cấp 12. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông có gió cấp 10, giật cấp 11, cấp 12, biển động rất mạnh. Bão số 6 đi vào phía Bắc Biển Đông rất phức tạp nên khó dự báo đường đi của cơn bão này. Đây là nhận định tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai, bàn giải pháp ứng phó bão số 6 diễn ra ngày hôm nay tại Hà Nội. Hiện bão số 6 đang đi hướng Tây Tây Bắc nhưng trong 1 đến 2 ngày tới, hướng di chuyển của bão còn có thay đổi phức tạp. Khả năng xảy ra mưa to ở khu vực phía Đông Bắc và Bắc Trung Bộ là rất lớn. Trong khi đó, vùng này mới quy hoạch được 40% lúa mùa. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai nhấn mạnh hiện vùng nguy hiểm được xác định là Bắc Vĩ tuyến 18 và hầu hết tàu thuyền đã di chuyển ra khỏi khu vực này. Trên đất liền, các hồ Bắc Trung Bộ đã tích nước từ 40 đến 60%. Một số hồ nhỏ ở Thanh Hóa, Nghệ An đã đầy nước, cần phải xả nước nhằm đảm bảo an toàn. Về công tác kêu gọi tàu thuyền tránh bão, Bộ đội Biên phòng các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng đã thông báo kiểm đếm, hướng dẫn cho 62.637 phương tiện tàu thuyền cùng với 256.992 người biết vị trí hướng di chuyển của bão số 6 để chủ động di chuyển, phòng tránh hoặc là thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm. Một tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi đã gặp nạn vào đêm ngày 3 tháng 10 ở vùng biển Trường Sa, khiến toàn bộ tàu và đồ đạc cũng như là số cá đánh được chìm xuống biển. May mắn là 15 thuyền viên đã được cứu hộ an toàn. Chiều nay, toàn bộ ngư dân đã đưa về cập cảng Cát Lờ, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, bàn giao cho lực lượng chức năng. Sau đó thì trở về quê nhà ở Quảng Ngãi. 14 giờ chiều nay, 15 ngư dân của tàu cá QNR 95645 TS đã về đến đất liền. Dù 4 ngày đã qua, nhưng tai nạn bất ngờ trên vùng biển Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa vẫn là một cú sốc lớn với 15 thuyền viên, nhất là người thuyền trưởng, khi cách đây ít ngày, ông vừa đánh được 20 tấn cá, nay lại tay trắng. Giờ mất hết, không có còn một cái gì mà trên tài sản trên tàu mà lấy được một cái gì hết, máy mất, điện, nói chung là máy liên hệ, máy để làm ăn mà đó, nói chung là máy tầm xa tầm gần gì, không có còn một cái gì, còn không có còn hết quần luôn, thậm chí bộ đội cho cái bộ đồ đây lên hải quân họ cho mẹ chứ anh cũng đâu có còn, không có còn cái gì. Nước nó nhiều quá thì cũng phải bỏ khi lỡ dòng mưa gió nó không tới nữa. Thì anh em trong kia thì cũng phải hết cách để mà cứu, thì bây giờ cũng lo cứu điện tàu cứu hộ rồi tới, thì cũng lo cho anh em mà que tàu rồi vậy. Thì bây giờ tài sản của anh rất cần phải đảm bảo lại. Theo những ngư dân này, sáng ngày 3 tháng 10, vì đang xây kéo lưới nên cả 15 người đều quên để ý khoang máy. Đến khi máy ngừng hoạt động mới kiểm tra và phát hiện nước phá máy, tàu cá có dấu hiệu chìm dần. Khi đó, anh Đức chỉ kịp huy động anh em tát nước và báo nạn, chờ tàu ứng cứu. Ngay sau khi nhận tin, hệ thống thông tin Duyên Hải Việt Nam đã nhanh chóng chuyển thông tin đến cơ quan phối hợp tìm kiếm cứu nạn. Tàu Hải quân 732 đã ứng cứu toàn bộ 15 thuyền viên và đưa về đảo Đá Tây. Lúc mình tiếp nhận thì tâm lý của 15 đồng chí ngư dân vẫn đang trong tình trạng là không được khỏe lắm. Nhưng mà sau khi đưa lên trạm thì cần chăm sóc một đêm. Đến một ngày nửa ngày hôm sau nữa thì tình trạng sức khỏe đã trở lại bình thường. Thì chúng tôi mới đưa lên tàu để đưa về đất liền. Tâm lý thì nói chung là tâm lý anh em thì vẫn còn hoang mang và ít nói. Ví dụ nhà nước hỗ trợ cho con bác, cho chiếc thuyền nữa là bác cũng đi nữa, bám biển. Được biết thời điểm tàu cá gặp nạn thời tiết trên biển khá xấu, có dông và gió lớn. Dù đã cố gắng nhưng tàu cứu hộ buộc phải để tàu cá và tài sản chìm, bảo toàn tính mạng cho 15 thuyền viên. Chiều nay các thuyền viên đã được bàn giao cho lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ khai thác hải sản Biển Đông đã tài trợ chuyến xe đưa ngư dân gặp nạn trở về Quảng Ngãi. Trong chuyến đi dài về quê nhà, những người đánh cá có lẽ chỉ mang theo một mong ước, đủ tiền để đóng tàu và lại vươn khơi. Chắc hẳn quý vị và các bạn vẫn còn nhớ cô bé mang khối u hình mai rùa cực hiếm trong suốt 10 năm, được phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh. Sau một thời gian cắt bỏ khối u, ngày hôm nay cháu bé cùng mẹ đã được xuất viện, trở về quê nhà và bắt đầu lại ước mơ được đi học và trở thành cô giáo. Bé Trần Thị Ngọc Thắm sáng nay đã hoàn thành tất cả các thủ tục xuất viện trở về sau 2 tháng nằm viện. Khối u trên lưng bé đã được tách bỏ hoàn toàn, vùng da phủ lên không có dấu hiệu nhiễm trùng hay bị bóc ra khỏi lưng, do đó không phải tiến hành phẫu thuật ghép da lần 2. Bác sĩ Đào Trung Hiếu, người trực tiếp bóc tách khối biếu cho biết, quan trọng nhất sau ca phẫu thuật là việc thay băng, chăm sóc vết mổ, được thực hiện cực kỳ cẩn trọng, được đánh giá thành công 95%. Chị Thạch Thị Đan Ni là mẹ của bé rất hạnh phúc vì từ giờ bé sẽ không còn mặc cảm và có thể làm thủ tục để đi học lại. Bé Thắm cho biết em rất muốn đi học để trở thành cô giáo dạy chữ. Vì ở nhà bé cũng thường tự học chữ nên việc học sẽ không khó khăn. Như vậy từ nay cô bé Mai Rùa có thể bắt đầu một cuộc sống mới, không còn bị bạn bè kỳ thị và xa lánh như 10 năm qua. Đây cũng là ca u rùa thứ 2 trên thế giới được ghi nhận bóc tách thành công, trước đó là một cậu bé người Colombia. Dịch sốt xuất huyết vẫn đang diễn biến phức tạp tại Tây Nguyên khi vừa có thêm một ca tử vong ở tỉnh Đắk Lắk. Như vậy tính từ đầu năm cho đến nay thì cả nước đã có 6 trường hợp tử vong vì loại dịch bệnh này. Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận trường hợp em bé 2 tuổi ngụ tại phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tử vong do sốt xuất huyết. Trước đó vào ngày 27 tháng 9, bé có biểu hiện ho, sốt. Gia đình đã tự mua thuốc cho em bé uống. Đến ngày 29 tháng 9, thấy bé sốt cao, nôn ói liên tục, người nhà chuyển vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Tại đây, bệnh nhi sốt xuất huyết nặng, viêm phổi nặng. Các bác sĩ đã chỉ định truyền dịch, truyền máu, kháng sinh, thở máy. Bé được chuyển lên Thành phố Hồ Chí Minh nhưng trên đường đi thì bé đã tử vong. Đây là ca tử vong thứ 2 do sốt xuất huyết tại Đắk Lắk. Hiện tỉnh này có trên 10.000 ca nhiễm bệnh sốt xuất huyết và bệnh có xu hướng diễn biến phức tạp. Bệnh viện Nhi Trung ương là một trong những cơ sở khám chữa bệnh lớn nhất cả nước và không ít lần rơi vào tình trạng quá tải. Cùng với đó, tình trạng tắc đường tại khu vực cổng bệnh viện cũng thường xuyên xảy ra. Tuy nhiên, những tình trạng này có thể được cải thiện trong thời gian tới khi chính phủ vừa có chỉ đạo về việc xây dựng cơ sở 2 của bệnh viện này. Cơ sở 2 Bệnh viện Nhi Trung ương sẽ được xây dựng tại thị trấn Sinh Thái Quốc Oai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Dự kiến quy mô sẽ từ 1.000 đến 1.500 giường. Việc xây dựng cơ sở mới này đảm bảo việc kết nối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội cho khu vực phía Tây của thành phố Hà Nội và cho cả vùng thủ đô. Theo báo cáo của Bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh viện được xây dựng từ những năm 1980 nên đã lạc hậu, trong khi nhu cầu khám chữa bệnh tăng cao khiến cơ sở vật chất của bệnh viện luôn ở trong tình trạng quá tải trầm trọng. Vì vậy, việc triển khai xây dựng cơ sở 2 là rất cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh viện trong việc khám chữa bệnh cho trẻ em, phát triển cơ sở vật chất tăng cường nghiên cứu trong lĩnh vực sức khỏe trẻ em. Tôi biết dù đưa con đi điều trị cũng không còn sống được bao lâu, tôi muốn sửa chữa sai lầm của bản thân và phần nào giúp con bớt đau đớn. Đó là lời chia sẻ của một người mẹ khi đã tự điều trị ung thư cho con mình bằng thuốc nam. Vâng thưa quý vị, câu chuyện về các bệnh nhân mắc ung thư nhưng mà lại nghe theo lời người khác mách bảo tìm đến lang băm, lá lẩu điều trị đã không còn hy hữu nữa. Điều đáng tiếc là tất cả những trường hợp đó đều phải gánh chịu hậu quả nặng nề, bởi khi trở lại viện điều trị thì tình trạng bệnh đã quá nặng. Câu chuyện về một trường hợp bệnh nhân trong phóng sự dưới đây sẽ cho chúng ta thấy rõ hơn điều này. Những cơn đau cứ hành hạ bé Bảo Long từng giờ. Mấy ngày nay, vợ chồng chị Trang, anh Tú ở xã Tân Hưng, thành phố Hải Dương đứng ngồi không yên khi sai lầm chữa bệnh cho con bằng thuốc nam. Con trai chị được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương chẩn đoán mắc ung thư nguyên bào thần kinh, kích thước khối u 8 cm. Bệnh nhi đã được bác sĩ chỉ định truyền hóa chất, nhưng gia đình xin về để chữa bệnh theo lang băm. Kiểu người nhà mà mách là có thuốc nam, thuốc nọ, thuốc kia, thì là bài thuốc đấy là chữa tận cái ông lang ông trên Hà Giang cơ. Thế người ta bảo là người nọ người kia chữa được, ở làng người ta chữa được, thế là gia đình mình cũng là đi cắt thuốc. Sau 10 ngày uống thuốc nam, bé Long thường xuyên kêu đau bụng, sức khỏe ngày một suy kiệt, những cơn sốt cao tiếp tục hoành hành. Sau đó bé được đưa đi siêu âm hình ảnh và kết quả cho thấy có nhiều hạch ổ bụng và nhiều huyết khối. Đến lúc nhập viện trở lại thì tình trạng bệnh của bé đã nặng hơn rất nhiều. 7 ngày đầu cháu nó hạ sốt thế là gia đình cũng vui mừng lắm. Nhưng mà đến sau 7 ngày cháu sốt cao thế này, không cắt sốt. Xong mà nó lên hạch thế là vợ chồng bắt đầu biết là cho về chữa lá là sai rồi. Bé Bảo Long được nhập viện tại Bệnh viện Ca Trung ương vào sáng qua. Các bác sĩ cho biết họ không thể ngờ khi gia đình không tin vào lời khuyên của bác sĩ mà tự ý đưa bé về nhà điều trị bằng thuốc nam. Chỉ hơn chục ngày trôi qua nhưng đã làm mất đi cơ hội sống của bé rất nhiều. Gia đình đã tự ý cho cháu đi điều trị thuốc lá của một cái ông lang vườn ở trên Hà Giang, và hậu quả là dẫn tới tình trạng là sau khi uống thuốc lá thì bệnh của cháu ngày một nhanh hơn, nặng hơn và trẻ suy kiệt nhiều hơn. Chị Trang, anh Tú cho biết dù đưa con đi điều trị cũng không còn sống được bao lâu, nhưng nhìn con vật vã vì đau đớn, chị lại thấy đau nhói. Anh chị muốn sửa chữa sai lầm của bản thân và phần nào giúp con bớt đau đớn bằng mọi cách. Tiếp tục loạt phóng sự về vấn đề nạn buôn bán người xuyên quốc gia mà chúng tôi đã phát sóng. Thưa quý vị, là trong suốt quá trình thực hiện thì những câu hỏi luôn được đặt ra đối với nhóm phóng viên. Đó là những đối tượng buôn người này là ai, ở đâu và thủ đoạn như thế nào. Bằng nhiều cách khác nhau thì chúng tôi đã bước đầu tiếp cận được với đường dây buôn người này tại Quảng Châu của Trung Quốc. Điều tra của nhóm phóng viên VTC ngay sau đây. Đây là một trong những địa chỉ ăn chơi xa hoa bậc nhất tại thành phố Đông Hưng, Quảng Châu, Trung Quốc. Ở đây không thiếu những cô gái Việt Nam. Cô gái này là Hải Yến, còn được biết đến với cái tên Yến Đại Ca. Còn đây là Minh Típ. Họ đều là những khách hàng ruột của chú này. Sau một hồi làm quen, nhóm phóng viên đã hẹn gặp được họ. Minh cho biết mình là công dân Trung Quốc, nhưng từ nhỏ lại ở với mẹ ở Hạ Long, Quảng Ninh, nên biết cả hai thứ tiếng. Nhờ vậy, cô đã được rất nhiều đối tượng nhờ về Việt Nam, đưa người qua bán, nhưng mình chưa dám làm. Giới thiệu như bây giờ, nó phải toàn là Trung Quốc, nó có đâu như Việt Nam đâu anh tưởng giới thiệu được á. Nó bây giờ nó làm một cái vụ to thế này, nó bắt thì nó bắt cả loạt một đoàn luôn. Anh hiểu về cái dây này nó rất là dài, nó đi Quảng Châu nó rất là dài, chứ không phải là rằng có em với anh hai này chung với nhau đâu. Đấy, nó là như thế. Nhờ Minh, chúng tôi đã liên hệ được với những đối tượng buôn bán người xuyên quốc gia. 7 giờ tối, một người đàn ông Trung Quốc tên là A Hoa đến khách sạn gặp nhóm phóng viên. Người này cho biết chủ hàng chỉ đồng ý cho 3 người đến nơi giao dịch. Tất cả đều bị bịt mắt bằng vải đen và chỉ được gỡ ra khi đến nơi. Đây được coi là một trong những hình thức để đối tượng buôn người che giấu hành tung. Ở đây không có người ở đâu. Không lại này. Rất ít người ở. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, nhóm phóng viên được chở đến một nhà kho chật chội để gặp A Phình, người phụ trách nhận người, đưa tiền khi có giao dịch. Chưa đầy 10 phút sau, A Phình xuất hiện. Thật bất ngờ, A Phình là người Việt Nam. A Phình cho biết nếu chúng tôi đưa được người đến Móng Cái, Phình sẽ qua đón. Mỗi giao dịch thành công, người bán sẽ được từ 200 đến 500 triệu đồng. Thì nó ứng cho 50%. Nhưng mà 500 nó yêu cầu trẻ hay già hay thế nào đấy em muốn biết âm tính. À, tất nhiên là trẻ thôi. Khoảng bao tuổi? Có phải cho nó xem ảnh yêu gì trước không? Có, phải có hình ảnh về tuổi tác, về xét nghiệm máu. Phình cũng không quên dặn, bán người cho Phình tức là bán đứt nên làm việc phải cẩn thận. Còn việc Phình sử dụng những người này vào mục đích gì thì chúng tôi không biết được. Tuy nhiên, theo tiết lộ của A Hoa, người được bán qua đây được chia làm hai nhóm. Nhóm 1 được mua với giá rẻ sẽ được đưa vào các ổ chứa mại dâm. Sau một thời gian sẽ bị bán làm vợ. Nhóm 2 giá cao hơn sẽ được tập kết vào nơi mà chúng gọi là trại nội tạng. Và nếu có trẻ sơ sinh Việt Nam là bé trai thì sẽ bán trực tiếp cho A Hoa vì mặt hàng này đang đắt như tôm tươi. Liên quan đến thông tin doanh nghiệp DAP Vinachem gây ô nhiễm đã được phản ánh trong bản tin nhật ký cuộc sống. Ngày hôm nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành quyết định thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với công ty này tại khu công nghiệp Đình Vũ, thành phố Hải Phòng. Trong đợt thanh tra đột xuất này, đoàn thanh tra sẽ tiến hành đánh giá toàn diện công tác quản lý nhà nước và việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực môi trường của công ty, như việc triển khai các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường, chương trình quan trắc giám sát môi trường, thực hiện nội dung các giấy phép khai thác tài nguyên nước, xả nước thải. Thời gian tiến hành thanh tra công ty cổ phần DAP Vinachem kéo dài trong 45 ngày. Trên cơ sở kết quả thanh tra, đoàn thanh tra sẽ làm việc với các cơ quan liên quan, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng và công ty cổ phần DAP Vinachem sẽ thống nhất phương án giải quyết dứt điểm nội dung kiến nghị, yêu cầu và bức xúc của người dân sống gần khu vực dự án. Vào khoảng 4 giờ sáng nay, một vụ sạt lở bờ sông nghiêm trọng vừa xảy ra tại bờ kè sông Cần Thơ, uy hiếp tòa tháp cao nhất đồng bằng sông Cửu Long. Theo người dân địa phương, rạng sáng nay sau tiếng động rất lớn, cả đoạn dài bờ kè sông Cần Thơ dài khoảng gần 90 m, sâu vào bờ 10 m đã bị sạt lở, cuốn xuống sông. Đến cuối giờ chiều nay, công tác khắc phục vẫn đang được lực lượng bộ đội và dân quân cơ động gia cố bằng cách xúc cát vào bao rồi thả xuống khu vực sạt lở. Đoạn sạt lở ngay dưới chân tòa tháp cao 33 tầng của Trung tâm Thương mại Vincom Plaza Xuân Khánh, thành phố Cần Thơ, uy hiếp sự an toàn của tòa nhà này. Nhiều người tỏ ra lo ngại về sự an toàn của tòa nhà cao nhất đồng bằng sông Cửu Long này. Tuy nhiên hiện tại Vincom Plaza Xuân Khánh vẫn đang hoạt động bình thường. Đoạn sạt lở thuộc dự án kè sông Cần Thơ với nguồn vốn trái phiếu chính phủ hơn 711 tỷ đồng và ngân sách địa phương là 843 tỷ đồng, đang trong quá trình triển khai xây dựng. Trước đây đã có vài lần bờ kè này bị sạt lở nhưng mà đây là lần sạt lở nghiêm trọng nhất. Sáng nay ngày 7 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khởi công dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá Thanh Trì với công suất là 270.000 m3 một ngày đêm. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 800 triệu đô la Mỹ này được kỳ vọng là sẽ làm sống lại các con sông Tô Lịch, sông Lừ, sông Séc và một phần của sông Nhuệ. Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đây là lần đầu tiên thủ đô có một dự án xây dựng hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải tập trung quy mô lớn với công suất 270.000 m3 một ngày đêm. Quy mô xây dựng dự án bao gồm nhà máy xử lý nước thải công suất 270.000 m3 một ngày đêm và hệ thống thu gom, cống bao, hệ thống cống đấu nối dọc hai bờ sông Tô Lịch, sông Lừ và một phần sông Nhuệ với tổng chiều dài cống các loại khoảng 52 km. Phần lớn hệ thống cống thu gom nước thải được thi công bằng công nghệ khoan kích ngầm. Hệ thống trên sau khi hoàn thành sẽ thu gom nước thải các quận Ba Đình, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Đống Đa, Hoàng Mai, Hà Đông và huyện Thanh Trì với diện tích khoảng 4.874 ha. Dự án sử dụng vốn ODA của Nhật Bản JICA với tổng mức đầu tư khoảng 800 triệu đô la Mỹ. Từ trước đến nay, nước thải của thành phố được thu gom bởi hệ thống cống, kênh mương, rồi xả ra các hồ và 4 con sông thoát nước chính là sông Kim Ngưu, sông Séc, sông Tô Lịch và sông Lừ. Vì vậy, nhiều kênh mương, sông hồ trên địa bàn bị ô nhiễm nặng, tác động xấu tới điều kiện vệ sinh, điều kiện sống của người dân. Những năm gần đây, ngành chăn nuôi gia súc đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao, tuy nhiên lại đang phải đối mặt với thách thức không hề nhỏ liên quan đến vấn đề ô nhiễm môi trường. Thực tế là có nhiều trang trại mà người nông dân đã cố gắng đầu tư hệ thống xử lý chất thải, tuy nhiên thì hầu hết vẫn chưa đáp ứng được với yêu cầu về môi trường. Khó khăn khi đã bỏ một khoản chi phí lớn đầu tư chuồng trại nhưng vẫn phải dừng hoạt động. Nhiều hộ nông dân rơi vào cảnh trắng tay, ghi nhận từ các phóng viên VTC14. Cánh cửa rỉ sắt này đã đóng nhiều năm nay. Lối đi cũng không còn vì cỏ cây chen nhau mọc. Trang trại hơn 3 hectare nhà anh Thuận trước kia dùng để chăn nuôi lợn thì giờ đây bỏ hoang. Những ô nhà xuống cấp, mái tôn sụt lún và chuồng trại thì trống vắng vì bị đình chỉ sản xuất. Công tác chăn nuôi trong địa bàn xã cũng như trên tất cả các hệ thống chăn nuôi mang tính quy mô trang trại thì đảm bảo được 100% theo như quy chuẩn của tài nguyên môi trường đề ra thì nó khó đạt được. Thế nhưng đối với cái hoạt động thì chúng tôi đầu tư đến khoảng độ gần 6 tỷ đồng để đầu tư để đảm bảo về hệ thống xử lý nước thải, chất thải trong chăn nuôi. Khu chăn nuôi này được anh Thuận đầu tư từ năm 2007 với công suất mỗi năm 4.000 đầu lợn. Thế nhưng đến năm 2013 anh đã phải đóng cửa sản xuất vì không đáp ứng đủ chỉ tiêu về môi trường. Và đây cũng là tình trạng chung của các hộ chăn nuôi ở xã Cổ Đông. Tất cả các cái hệ thống xử lý nước thải từ hố gà, bì, ổ gà, máy phát ra chúng tôi đã làm đầy đủ. Mà tất cả các cái hệ thống đây là cũng do là tài nguyên môi trường là đã cho phép, là yêu cầu gì chúng tôi có cái đều đầy đủ tất. Thế nhưng cuối cùng vẫn bị đình chỉ, thì bây giờ chúng tôi rất khó khăn. Bị đình chỉ chăn nuôi lợn, chị Nương đã chuyển sang chăn nuôi gà. Tuy nhiên nợ là chồng nợ, khi chị đã bỏ số tiền hơn 2 tỷ đầu tư xây dựng chuồng trại và hệ thống xử lý nhưng vẫn phải đóng cửa sản xuất. Người dân ở đây đặt câu hỏi, phải chăng chưa có một công nghệ xử lý chất thải nào trong chăn nuôi hiện nay đáp ứng được tiêu chuẩn mà các bộ ngành đã ban hành? Thực ra thì có một vài cái công nghệ có thể đáp ứng cơ bản được cái tiêu chuẩn này, nhưng tuy nhiên thì có những phải cần có những cái kết hợp nhiều các cái công nghệ liên kết với nhau chứ không thể là áp dụng đơn lẻ một cái công nghệ được. Các hộ dân vẫn đang loay hoay tìm hướng giải quyết và chính họ cũng không biết nên xử lý ra sao để được chăn nuôi trở lại. Không chỉ tại địa phương này mà rất nhiều nông dân vừa đầu tư được chuồng trại chăn nuôi lớn thì đã nghĩ đến cảnh bỏ nghề vì không thể lựa chọn được công nghệ phù hợp với điều kiện kinh tế mà vẫn đáp ứng được các quy chuẩn mới hiện nay. Theo kết quả vừa công bố lúc 16 giờ chiều ngày 7 tháng 10 theo giờ Việt Nam, chủ nhân giải Nobel Hòa bình 2016 là Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos. Ông được trao giải nhờ các nỗ lực kiến tạo hòa bình với nhóm nổi dậy FARC. Ủy ban Nobel Na Uy gồm 5 thành viên đã xác nhận chọn lựa Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos nhận giải Nobel Hòa bình 2016 vì những nỗ lực kiên định của ông để kết thúc cuộc nội chiến kéo dài hơn 50 năm ở đất nước mình khi ông ký thỏa thuận hòa bình với FARC vào tháng 9 sau 4 năm đàm phán. Mặc dù vậy, thỏa thuận này đã bị người dân Colombia bác bỏ một cách xích dao trong cuộc trưng cầu dân ý vào cuối tuần qua. Trong các ứng cử viên nặng ký của giải năm nay có nhóm mũ sắt trắng ở Syria. Các tình nguyện viên đã đưa các nạn nhân ra khỏi các tòa nhà bị ném bom trong chiến tranh Syria và các nhà đàm phán của thỏa thuận hạt nhân Iran lịch sử. Vào năm ngoái, giải thưởng thuộc về nhóm Bộ tứ Đối thoại Quốc gia Tunisia. Nhóm này được tôn vinh vì đã giúp nước này chuyển sang thể chế dân chủ. Mới đây, Indonesia đã đưa nhiều loại máy bay F-16, Sukhoi và Hercules tham gia cuộc tập trận quanh quần đảo Natuna trên Biển Đông với sự chứng kiến của Tổng thống nước này, ông Joko Widodo. Các máy bay chiến đấu của Indonesia đã khởi động đợt tập trận quy mô lớn ở quần đảo Natuna, khu vực từng xảy ra các vụ va chạm với tàu của Trung Quốc, rìa Biển Đông hôm 6 tháng 10. Kịch bản cuộc diễn tập gồm có triển khai lực lượng hoạt động đặc biệt trên bộ mô phỏng chiến dịch tấn công tái chiếm đường băng bị kẻ địch chiếm giữ ở khu vực quần đảo Natuna. Để thực hiện cuộc diễn tập này, không quân Indonesia triển khai máy bay vận tải, chức năng Hawkwind, chiến đấu cơ, trong đó có tiêm kích Su-27-30, tiêm kích F-16 cùng chiến đấu cơ hạng nhẹ T-50. Đích thân Tổng thống Joko Widodo đã tới thị sát cuộc tập trận và kiểm tra vũ khí quân đội Indonesia. Chúng tôi muốn khẳng định sự hiện diện của mình trong khu vực. Chúng tôi sở hữu lực lượng không quân đủ mạnh để phòng vệ. Dù địa điểm cuộc tập trận diễn ra tại vùng biển không tranh chấp với lãnh thổ Trung Quốc, nhưng việc Beijing tuyên bố hai nước có chủ quyền chồng lấn tại vùng biển Natuna khiến Indonesia phải tăng cường phòng thủ trên quần đảo này. Tuy nhiên, Indonesia chỉ khiêm tốn cho rằng cuộc tập trận của không quân nước này tại quần đảo Natuna chỉ mang ý nghĩa bảo vệ nguồn dầu khí của họ tại đây. Cho đến thời điểm hiện tại, thì cơn bão Matthew, cơn bão lớn đầu tiên đe dọa Hoa Kỳ trong hơn 10 năm qua, đã tiến đến bang Florida vào hôm 6 tháng 10. Hàng trăm người ở Haiti đã chết, mất tích. Bão cũng đã phá hoại nhiều bờ biển ở vùng Caribe. Cách đây vài giờ, siêu bão Matthew mạnh cấp 4 đã đổ bộ vào bờ phía bắc bãi biển của Florida với sức gió lên đến 220 km/h. 1.400 chuyến bay đã bị hủy bỏ, nhiều trường học phải đóng cửa, các trạm xăng dầu treo biển hết hàng. Quầy kệ tại các siêu thị trống trơn, nhiều tuyến đường cao tốc bị tắc nghẽn, gây khó khăn cho việc sơ tán. Dự kiến, mạng lưới điện khu vực sẽ bị cắt, gây ảnh hưởng cho gần 3 triệu người. Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở bang Nam Carolina, Florida và Georgia. Trong khi đó, chính phủ Haiti vừa thông báo số nạn nhân thiệt mạng do siêu bão Matthew gây ra tại đảo quốc Caribe này đã lên tới con số 339 người. Con số này dự kiến còn tiếp tục tăng hơn nữa. Con số người chết cứ liên tục tăng lên, còn với những người may mắn sống sót hiện đang rơi vào tình trạng khan hiếm nước và thức ăn. Chúng tôi không thể giúp đỡ tất cả mọi người vì bản thân chúng tôi cũng đang cạn kiệt thực phẩm. Khung cảnh hoang tàn lại một lần nữa xuất hiện tại Haiti, quốc gia từng bị tàn phá nặng nề bởi trận động đất kinh hoàng năm 2010, làm 230.000 người thiệt mạng. Vào ngày hôm nay, hãng hàng không Đức TuiFly đã hủy tất cả 108 chuyến bay của hãng do các thành viên phi hành đoàn nghỉ ốm. Theo các quan chức của hãng, việc hủy chuyến bay dự kiến sẽ còn kéo dài vài ngày tới. Theo đó, các hành khách từ các nước khác tới Đức hoặc công dân Đức ở nước ngoài muốn quay trở lại quốc gia này đã được hướng dẫn đến các sân bay khác, trong khi đó một số người lại cảm thấy rằng hãng hàng không này đang bỏ rơi họ. Chúng tôi vừa hạ cánh xuống đây từ Thổ Nhĩ Kỳ. Tại Antalya, họ nói với chúng tôi rằng chúng tôi sẽ được đưa đến Cologne bằng xe hơi, nơi xe của chúng tôi gửi tại đó. Trong khi người phụ nữ này lại nói rằng sẽ không có xe nào đưa chúng tôi đến đó. Chúng tôi buộc phải sử dụng tàu hỏa nếu muốn đến Cologne. Không có một thông báo chính thức nào cho hành khách. Tôi thực sự cảm thấy bị hãng hàng không này bỏ rơi vì sự cố của họ. Thông báo hủy chuyến được phát đi sau khi hãng hàng không Đức Air Berlin hôm 5 tháng 10 cho biết hãng này đang bước vào cuộc thảo luận với TUI AG và Etihad về việc kết hợp kinh doanh. Lực lượng cảnh sát Peru vừa triệt phá thành công một đường dây buôn bán động vật trái phép tại thủ đô Lima của nước này. Được biết là gần 100 con vật đã được giải cứu. Theo đó, chính quyền thủ đô Lima và lực lượng cảnh sát đã đột nhập vào các địa điểm buôn bán động vật bất hợp pháp trên toàn thành phố. 100 con vật được giải cứu, bao gồm 40 con chó và một số loài động vật khác như mèo, thỏ và chuột đồng. Các nhà chức trách cho biết những con vật này đã bị đối xử và ngược đãi vô cùng tồi tệ, sống trong điều kiện chật chội và bẩn thỉu. Họ cũng yêu cầu người dân địa phương ngừng mua động vật tại các địa điểm này. Các nhóm buôn bán động vật trái phép có thể bán được động vật bởi một điều đơn giản là người dân vẫn tiếp tục mua hàng tại các cơ sở này. Do đó, để ngăn chặn, chúng tôi cần phải nâng cao nhận thức của người dân về vấn đề này. Được biết, thành phố Lima đã thành lập một đường dây nóng để người dân có thể gửi báo cáo và khiếu nại đến các nhà chức trách liên quan đến việc buôn bán động vật bất hợp pháp và lạm dụng động vật. Tại Peru, những người bị buộc tội ngược đãi và lạm dụng động vật có thể nhận án tù lên đến 3 năm. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin nhật ký cuộc sống ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.